rồi. Love you. Love you. Con muốn gì? Con muốn gì? Tóc tay buồn xù mới ngủ dậy nè cô chú. Đào cỏ ghê vậy. Mày tóc dài quá rồi. Sáng mày chưa chạy đầu mày mới thay đồ thôi. Tên tên nè, bây giờ con muốn gì con nói đi. Ơi, lấy mèo mèo. Giùm con. Giùm con. Con cảm ơn. Cảm ơn. Ok, mẹ lấy cho con nha. Mèo mèo đâu vậy? Trên phòng. Phòng. Nó làm biếng không cô chú ơi. Kêu nó đi lấy, nó không chịu lấy mà nó kêu mẹ nó đi lấy giùm nó. Làm biếng lắm luôn rồi. Vụ gì vậy? Gì vậy? Anh hai lấy cho con hả? Anh hai giỏi vậy? Cảm ơn hai. Lời cảm ơn hai. Cảm ơn hai. Giờ ăn sáng nha, cháu đi học nha. Chuẩn bị đưa tụi nhỏ đi học cả nhà ơi. Rồi quanh đi làm. 1, 2, 3. Nó dài lắm rồi cô chú ơi. Để thắt bính lên cho nó rồi đi hả? Đi đi đi. Hốt. Giờ tóc cho đẹp đẽ coi. Hốt. Gì? Hốt. Đi học đúng rồi, đi học. Giỏi quá ta. Mr. Rabbit. Mickey the Rabbit. Con ca lên con dừng Mr. Rabbit. Rabbit. Mickey the Rabbit. Rabbit sao? Mr. Mr. Rabbit sao? Anh đây ơi, cho các bạn đi. Không, chết. Tóc cho đoạn mẹ. Tóc Sophie được cái nó nhiều lắm cô chú. Anh nó giống mẹ lúc nhỏ. Tóc nhiều. Chơi gì chơi. Con nói hôm nay con đi đâu Sophie đi hả Sophie? Học. Con đi học. Học. Rồi mẹ đi đâu? Mẹ đi đâu? Mẹ đi school nè, mẹ đi học luôn. Mommy, mommy, mommy. Ôi, đừng buồn mẹ. Thôi mẹ xin lỗi, đừng buồn ha. Đừng khóc nha. Bệnh mặt lại ra rồi. Chớp chớp mắt đi, chớp chớp mắt. Hết khóc, liên dịch thía. Sao khóc vậy? Mẹ làm tóc đau quá con, tóc rối quá thì mẹ làm đau xíu, mẹ xin lỗi mà. Ôi khóc mà bệnh cái mắt lại bệnh lên, bệnh sao? Vậy đó hả? Khóc mà khóc sao, khóc lại con chú coi nghe. Bệnh mắt lại. Thôi xinh đẹp rồi nè. Nè cô chú, con hỏi cô chú con xinh đẹp không? Mẹ buộc tóc xinh đẹp rồi. Mèo. Mèo à? Tao đi giờ để mình đi học, đang mang giày vô nè. Xinh đẹp quá ta. Cự nữ nữa. Mẹ mèo mặt như mèo. Đi. Tobi. Let's go. Hi. Let's go. Con có cái gì đâu, bây giờ mẹ coi. Strawberry. Strawberry hả? Đã quá ta. Đã quá ta, hôm nay bên đây chuẩn bị mùa đông rồi cả nhà ơi. Mùa thu nhưng mà nay lạnh lắm luôn á. Sophie với Henry mặc ấm ấm gì á? Mail box hả? Cái gì á, đưa cho mẹ coi, phải của mẹ không? Ủa cái gì cả nhà không biết nữa. Sàng, con chứ sàng. Nè nè, cam nhà quá nó chín quá trời nè. Đi, lên xe, lên. Ngon không? Hả, ngon không? Để mẹ chồng dâu lại, dâu hôm nay chưa chồng lại nữa. Thì của con đó. Con lại đây đi. Mommy, what's that say? Ai là wow. Này sao vì nó lớn quá cô chú ơi. Gì vậy? Leo lên xe, leo lên làm gì vậy? Hả?
Hi NC hả? Yeah. Trốn hả? Chỗ con bên này. Hello. Bye. Bye mama. Bye bye Sovi. Chặt tay á, chặt tay á. Nè, bye bye Sovi nè. Bye bye. Bye bye. Bye Henry. Chiều ba đi thi đón con nha. Tụi nhỏ đi học rồi cả nhà ơi. Bây giờ thì Quanh sẽ cũng đi học rồi. Hôm nay thì Quanh không có đi làm. Hôm nay thì Quanh đi học. Thôi bây giờ đi ha. Chắc chiều về sẽ gặp cả nhà ha. Ê, để đi nướng con gà. Đưa cái mặt vô cho nó nóng. Ồ, hấp dẫn quá ta. Gà nướng. Khét hết tên rồi. Đang thử coi còn nó chín chưa cả nhà. Chín queo luôn. Sao Daddy nói gì vậy? Đồ gì vậy? Con đó con gì? Con gà. Đúng rồi, con gà của con á. Anh đi làm về cả nhà, anh đâu có làm gì đâu, về chồng làm cho ăn. Yummy. It's pretty short, that's it. Bring that drink? Yeah. Is it good or not? Just leave some for Henry Sophie. Like, one, two, something. What Henry Sophie did. On this side. Yeah. Oh, you want dip? I'll just mix that up. Too sour or not? It's beautiful. It's beautiful, so put that in. I love it. Ok, giờ mình lên bàn mình ăn nha cả nhà nha. Lúc cà hôm nay lạnh lắm cả nhà. Hôm nay Úc cũng lên mùa thu rồi, nhưng mà mùa thu hôm nay lạnh. Lạnh teo luôn. Gà nướng với khoai tây luộc. Đây. Khoai tây luộc này cả nhà. Gà nướng với khoai tây luộc. This is potato. Cái này. Potato. One potato, two potato, three potato. One potato. Two, three. Hello, Kenya. Hello, welcome back. One, two, three, picture. Lâu lắm mới chụp rồi. Cái hình như vậy á trời. Để đây cho coi chỗ coi cả nhà. Chung là cái máy quay nó không có lấy được hết cảnh. Ok. Give me the sauce, Henry. You've got the sauce on the potato there. Just touch the. There's a basil. There's a basil. Mm-hmm. Let me lay inside the corner. Ah! Delicious. That's it, mommy. Nóng vậy con? Rồi, ăn thôi cả nhà. Oh, Henry. Yummy, yummy. Have a drink, have a drink. Làm gì con cũng rên. Yeah. Nóng. Bị lây. You any drink or not? Nặng quá nhỉ. Ok, mà cả nhà ăn tối. Oh my god. Mà cô chú ăn tối, em đi. Thế đi ạ, ơi. Good girl. Lại đi bắp là xô. Ngó. Không đi làm sao lại xô. Ngó. Ồ. Sao đi làm xô rồi. Con hay xăm xô. À. Mà làm xô. Daddy did a wonder. Yeah. Unbelievable. Mother sauce. I mean, my bacon good.
Yummy. Mm. That was one of the best things ever. Đúng không? Cái này nó thiệt cả nhà nha. Thật ra là từ ngày đi làm muốn cái này về á, không có thời gian nấu cho nên là không có quay gì hết. Dịch chicken. Chicken? How good's the chicken, eh? Oh, I'm so clever! What did your dresser be? What? Wally? No, I made that myself. Is it? Kitchen? Oh, it's not as fucking good. We just bought one of those, Mama. We bought one. No, I mean, you make yourself, but what recipe? I mean, how do you know what put in the chicken? That chicken. Made that myself. No. It's from the shop. Mmm. Rất là ngon. Lúc hồi nãy bên bên gì đó, chồng anh bỏ xương sống gà lên. Look at that. Henry, look at that. Look at that. Thumbs up. Do you thumbs up? Henry's eating dinner. It's good. Did you eat the muffin today or not muffin one? So you do. Yeah. Hmm. Yeah, we did have sausages. Yeah, and ngon không? You finish hold them? Yeah. Best cook. Daddy. And? Daddy. Bóc tay luôn cả nhà. Mommy. Mommy. Okay. Cả nhà hay hỏi là dịch bệnh bên Úc sao rồi nhưng mà. Mommy. Bên này cũng thấy gì chứ ha? No! Nói chung là nó bị bóc, cho nên là cũng mừng. Cái gì vậy nè? Bình ổn mọi người quay về công việc kinh doanh rồi. Trời! Ít chưa trên nè. Thôi cặp tay luôn các nhá. Daddy! Her chin still full of milk. That's alright. Her chin still... Her chin still hot. Oh, this is just delicious. Oh, yeah. Chưởng nổi. Ready? 1, 2, 3. I did that. Mama. Mama. Once a jolly swagman can buy a billabong. Oh. Bumble. No, thank you, Mom. He just dinner, Sophie. Nhà quán mình ăn dễ, ăn đơn giản lắm cả nhà. Chua. Bắt đầu. Nè. Chấm nhầm. Ê, Sophie. Cho mẹ chấm đi nào.
nhiều vô lắm. Chồng anh ướp thịt kiểu Tây á, không có vị nhiều. It's delicious. Tôi làm thịt kê. Ăn cái bữa nào mà ông nấu là ông ăn mấy. Big boy. Daddy. Love you so much, Daddy. You love Daddy's dinner? I'm so proud, Henry, you've eaten something tonight. Daddy cooked every night now. What's this called, Mama? Chicken. It's the breast. The meat inside. It's got the chest. That's the big strong part of the chicken. That's the part that makes it good for rumbles. Yeah, but that makes you strong though. Thôi cái video nó dài rồi đó, cái nhà ơi, thêm nữa là gia đình ba đang cũng ăn đơn giản thôi, cho nên là ba cũng xin kết thúc video tại đây ha cả nhà ha. Yeah. Bye bye cả nhà đi con. It's the muscles. Henry, Toby, bye bye cô chú. Bye bye. Bye bye cho nhiều. Bye cô chú. Bye bye.